Bây giờ xin mời bạn chúng ta qua những chia sẻ như thế, mình có những cái ý kiến như thế nào, mình có những cảm nghiệm gì, hoặc là mình đã làm được những gì, thì mời mọi người chúng ta cùng tiếp tục chia sẻ. Cô mời giờ lấy Đoan đi, con là một người trẻ. Bây giờ cái người trẻ có cái góc nhìn, có góc nhìn về cái thực trạng môi trường bây giờ như thế nào. Ta là người học dưỡng sinh, đặc biệt mình là người trẻ, mà người trẻ này được trang bị bởi từ dưỡng sinh cộng đồng, thì người trẻ này nhìn vấn đề thế nào, và nên có cái hành động thực tế như thế nào. Dạ, con chào cầu nguồn, chào thầy cô và chào tất cả các anh chị cô chú học viên trong đại gia đình dưỡng sinh cầu nguồn. Thì nghe chia sẻ từ cô giảng lúc nãy, thì với lại chia sẻ từ chú Ngọc Anh, cô Toàn rồi từ ông, thì con thấy giống như là được học thêm á. Tại trước giờ từ nhỏ tới bên lớn thì được sinh ra sống trong cái sự tiện nghi á, nên là sướng lắm, được xài toàn đồ cao cấp mắc tiền không. Xài đồ cao cấp mắc tiền xong rồi được cái gì cũng có đầy đủ hết, nên là không biết bao dưỡng là như thế nào. Tại vì được sống trong sự tiện nghi từ bé tới lớn mà, đồ ăn uống rồi tới những cái đồ dùng cá nhân sinh hoạt, thậm chí cả cái đồ vật dụng giải trí nữa là mình luôn được có sẵn, và mình xài nó rất là nhanh, nó rất là tiện. Thì nào giờ mình không có biết gì về cái việc mà dùng mấy cái thứ thiên nhiên, hay là giống như ông nói là trồng ruộng là phải dùng phân chuồng, phân bò, rồi dùng tro, thì con thấy nó giống như là được phổ cập kiến thức vậy á, nó hay lắm. Rồi giống như cô Toàn nói là đi chợ là cầm theo cái làng cho nó bảo vệ môi trường, rồi bảo quản đồ ăn thừa trong tủ lạnh là bằng bỏ lá chuối bọc lại rồi bỏ vô cái hộp. Thì nãy giờ đâu có biết toàn là thật ra là nhà con là có người bên nước ngoài, nên là hay gửi đồ bên nước ngoài về, thì toàn dùng mấy cái bao thực phẩm mà bên nước ngoài á, thì thấy nó tiện mà nó dễ được lau, mà cứ mỗi lần dùng xong là vứt ra bên ngoài, thì biết bao nhiêu rác thải mà thải ra môi trường, thì nó cũng hay. Nhưng mà thật ra lúc trước khi con học cội nguồn á, thì con học lên tơ mơ lắm, con không có hiểu nhiều. Tại vì cái lúc mà con được trải nghiệm thực tế về công việc á, thì con mới giống như là mình có được cái nhận thức nó khác á, nên là mình mới hiểu sâu về cái đạo dưỡng sinh và cái ý nghĩa của đạo dưỡng sinh cội nguồn đối với cái đời sống hiện nay. Tại vì á, thật ra con là từ bé tới lớn là sống rất là sướng, tại vì con út trong gia đình mà, nên là mình chỉ có việc học thôi, còn chỉ có biết việc học với chơi thôi, còn lại là mấy cái sinh hoạt cá nhân là toàn là được sắp sẵn hết, nên là từ bé tới lớn chỉ biết học. Thế là lúc mà đi làm đi học á, thì mình cũng biết chỉ biết là cố gắng học cho thiệt giỏi, rồi sau này thì cố gắng là có công ăn việc làm ổn định, rồi mình cũng thành đạt, thành danh, thành tài, rồi cũng nói chung là về mặt mình không biết mình muốn gì á, mình chỉ đi theo những cái sự sắp đặt của xã hội mà người ta định danh cho mình á, làm mình phải thành đạt, mình phải giàu có, mình phải có tiền, rồi nhà lầu, biệt thự, xe hơi để mà trả hiếu cho cha mẹ. Thì lúc nào mình cũng nghĩ như vậy là mới là trả hiếu, như vậy là mới báo hiếu cho cha mẹ, mình phải học giỏi, thì lúc nào cũng vậy á. Nên là mình không biết mình muốn gì hết, mình chỉ biết là mình phải làm CEO, giám đốc, mình phải làm nhà lầu, xe hơi, nhà biệt thự này kia thì mình mới trả hiếu được cho bố mẹ, còn không là mình là một đứa thất bại. Và đặc biệt đó là mình giống như là mình khi mà con đi học, con chơi với bạn bè đó, là mình giống như là mình được sống sướng mà mình giỏi nữa, cũng đẹp nữa. Nên là rất là tự cao, xưa con cao ngạo lắm, chơi với bạn bè thì cũng có chơi, nhưng mà giống như là mình nhìn mọi người với con mắt của bề trên á, giống như là mình cao ngạo lắm, cái tô của mình cao lắm, nên là mình hay, mặc dù là mình vẫn chơi nhưng mà mình luôn có tâm thức là mình khinh thường người khác, chứ mà mình không có hòa nhập triệt để đâu, mình luôn khinh thường và mình luôn phán xét với mọi người xung quanh.
à, đứa này đứa kia nó như thế này đứa kia, và mình đặc biệt là lúc xưa mà ai mà học dốt với lại quậy quậy phá phá là con coi thường dữ lắm, con ghét dữ lắm, mà xấu mà không biết cố gắng rồi không biết chủ động tích cực làm việc này kia là con ghét con coi thường đó. Thì đó, nhưng mà khi mà con trải qua cái trải nghiệm thực tế là một năm làm việc ở Sài Gòn và lăn lộn á, nói chung là làm việc cũng kinh khủng lắm. À, lúc đó lúc con ở trong Sài Gòn là con làm việc từ 9 giờ sáng tới 10, 12 giờ khuya là chuyện bình thường. À, có khi là ngủ chỉ có ngủ 3-4 tiếng thôi, còn lại là làm việc mà không có thứ bảy chủ nhật luôn. Thì cái thu nhập nó cũng khá là ổn định với một đứa mới ra trường như con mà thu nhập khoảng tầm 10 tới 15 triệu, có khi là 20 triệu thì cũng khá là cao. Nhưng lúc đó cũng là cái lúc mà con đánh mất chính mình, con mất luôn các cái mối quan hệ với lại gia đình, bạn bè xung quanh, với gia đình, với bố mẹ, là con không còn có sự kết nối nữa. Và cái lúc đó mình chỉ nghĩ tới việc là mình đi theo đúng cái ước mơ của mình là về thành đạt, về công danh sự nghiệp rồi, thì cái đó nó cũng là điều xứng đáng, mình phải trả cái giá đó thôi, mình phải đánh đổi tuổi trẻ của mình thì mắc mới gì đâu mà mình phải hối tiếc. Nhưng mà nó có gì đó nó ở trong con á, nó không, nó khó chịu lắm. Tại vì con nghĩ lại là dù dẫu gì đi nữa thì cái cuộc sống của mình nó vẫn cần có cái sự tương tác, các mối quan hệ với tất cả mọi người xung quanh, chứ không thể nào mà mình cứ chạy theo một cái vật chất bên ngoài giống như là xã hội bây giờ nó hay áp đặt lên giới trẻ hiện nay, là luôn bị kỳ vọng là phải thành đạt, phải giỏi, phải thế này thế kia, phải là làm cho các tập đoàn lớn, phải làm cho các tập đoàn quốc gia, rồi phải kiếm được nhiều tiền, phải có nhà lầu xa hơn. Thì cái con đã từng chạy theo cái sự mệt mỏi đó, và nó rất là mệt mỏi, mình không còn là chính mình nữa và mình bắt mắt luôn các cái mối quan hệ xung quanh luôn. Tới khi mà con nhận ra được là cái lúc mà con mệt mỏi cực độ đó, để lao xuống đáy rồi đó, và hoàn toàn là không nhận ra mình nữa, thì con mới nhờ các cái anh chị cô chú trong cộng đồng dưỡng sinh đó, thì con chủ động liên hệ và con bắt cầu lại. Thì lúc đó là giống như là cái gì đó thức tỉnh trong con á, để mà con hiểu ra được cái giá trị về môn học dưỡng sinh của mình, nó rất là ý nghĩa và nó rất là tuyệt vời. Thì lúc đó thì con mới hiểu sâu hơn được cái giá trị của dưỡng sinh. Chứ thật ra cội nguồn dưỡng sinh cội nguồn thì con biết khá là sớm, nhưng mà biết lơ tơ mơ lắm chứ học không có sâu. Học giống như là em bé lớp 1 mà chưa biết chữ đi học vậy á. Xong rồi sau này mình biết được cái giá trị đó thì mình chọn á, khi mà mình thật sự mình chọn lựa và mình học á, cái giống như là cái trí tuệ của mình nó được mở mang đấy. Lúc trước cái tầm nhìn của con nó hữu hạn lắm, mình nhìn nó trong một cái bó hẹp lại. Nhưng mà khi mình biết được á, tức là mình chủ động, mình tương tác với tất cả mọi người, mình hòa nhập lại cuộc sống, mình hòa nhập với tất cả mọi người rồi mình con chủ động trải nghiệm. Ví dụ như hôm vừa rồi là con đi theo cô là lên núi ở trên Tiên Cảnh để mà thử lần đầu tiên được đi lên núi. Tại vì xưa giờ sống trong thành phố mà được sống ăn sung mặc sướng đâu có biết cái gì đâu, thì lần đầu tiên được đi lên núi giống như là họ hay kêu là hai lúa nhà quê lên tỉnh, nhưng mà lần bây giờ chắc phải nói là từ thành phố đi lên núi quá, tại vì không biết gì trơn á. Tới nỗi mà bị chọc que là cây ổi mà cũng không biết, cây ổi, cây măng cụt, rồi cây dứa cây dứa, cây cải, cái gì cũng không biết hết trơn á, rau má cũng còn không biết nữa. Thế không là được anh chị với lại các cô các dì ở trên núi dắt con đi dạo hết cái đồ luôn, là lần đầu tiên con được đi leo núi mà đi leo rừng á, thì con thấy nó sướng một cách kinh khủng khiếp luôn á. Trong khi thì ba mẹ thì cứ sợ, tại vì con út trong nhà mà, nên là cứ sợ là nó bị này bị kia rồi gặp rắn rết hay là bị nói chung là sợ nhiều lắm, sợ té, sợ đủ thứ, nên là cứ điện gọi hồi á. Nhưng mà con đi chơi con sướng, con quay luôn điện thoại luôn. Thế là con lên lần đầu tiên, con tại vì
Con rất thích thiên nhiên, từ bé tới lớn anh đã rất thích đi du lịch mà thích thiên nhiên rồi. Nên là con cứ nghĩ là Việt Nam mình á, con phải đi thiệt là xa, đi Sapa rồi đi Đà Lạt đi này kia đi mới có cái cảnh đẹp như thế. Nhưng mà lên tới núi Thiên Phước ở ngay gần Tam Kỳ mình á, thì con mới thấy thật ra là thiên nhiên nó ở khắp mọi nơi và nó rất là đẹp. Thì cái sự sống kia nó đẹp tới mức như vậy rồi. Mà con nghe cô Lài kể là lúc xưa là cách đây 1-2 năm là nó cằn cỗi rồi, nó đồi trọng, nó không có gì hết, con chuồng mà cũng không có nữa. Thì con thấy nó rất là thương, tại vì con người mình phá hoại nhiều quá. Thế mà con đi lên thì con trải nghiệm thực tế, xong rồi con được lần đầu tiên con trồng cây trong rừng thì nó hay ghê luôn. Tại vì tính con công chúa mà nên là sợ dơ lắm, sợ dơ chưa bao giờ mà dám cầm tay mà bọc vào đất mà trồng cây ấy, sợ dơ rồi sợ nhớ rồi sợ đủ thứ ấy. Nên là khi mà con đi trồng cây với cô Lài với lại bà Diêu á, thì tự nhiên mình chạm vào đất á, mình mới đầu mình thấy hơi sợ sợ, nhưng mà khi mình làm được rồi mình thấy hăng hái lắm. Tại vì tự nhiên nó thấy sao sao á, không biết, mình thấy ý nghĩa lắm á. Xong cái con mới nói là con trồng được cây nào thì cây đó mang tên hành đó. Xong rồi con nói chuyện với mấy bé cây, con đặt tên cho mấy em bé nữa. Xong rồi tới hôm sáng hôm sau thì thật sự là lần đầu tiên lên núi nó rất là mệt. Nó không mệt là nó xạo chứ nó mệt kinh khủng luôn. Nó mệt mà tới cái nỗi mà đi về tới nhà mà nằm xuống tưởng tượng giống như là ai nó cáo vào người mình vậy á, nó nhức mỏi thấy toàn thân luôn. Nhưng mà nằm nghỉ một lát xong lại đi tiếp, lại thấy nó vui quá cái đi tiếp. Cái sáng hôm sau con đi trồng cây tiếp với lại anh Trương. Mới đầu là tính đi chờ thôi, nhưng mà thấy anh Trương trồng cây nên là ngồi coi ảnh trồng. Con mới nói là anh trồng đi em trồng, em sẽ dơ lắm em ngồi coi thôi. Nhưng mà thấy anh Trương trồng á thì con mới thấy cái ý nghĩa sâu sắc của việc trồng cây á, nó không có đơn giản là trồng cây. Mà con học được cái bài học mà về cái tình yêu thương ở trong đó. Tại vì nhìn cái cách mà anh Trương làm á, từ cái việc mà ảnh cút đất, ảnh xớ đất, rồi ảnh cầm cái xà beng á, để ảnh đâm mà ảnh lấy mấy cục đá ra hết. Xong rồi ảnh cảm nhận được là độ sâu bao nhiêu, phù hợp với cái cây nó như thế nào, rồi ảnh mới bỏ cái cây vào. Xong rồi là ảnh lại đi cắt những cái lá non á, những cái lá cây non á, để mà ảnh phủ lên cái bề mặt rễ đó, để mà mình giống như là tạo phao nó, bồi dưỡng á. Xong rồi lại đi kiếm những cái cây cháu nhưng mà chấm xung quanh, rồi lấy những cái cục đá đó để phủ xung quanh. Rồi nói chung là làm mình nghĩ thì nó phức tạp, nhưng mà làm một cách từ từ á, và mình làm một cách tận tâm á, thì nó giống như là mình gửi cái năng lượng yêu thương vào cái cây đó. Thì con thấy nó rất là hay. Tại người ta có câu là 10 năm trồng cây bằng 100 năm trồng người. Thì con thì con nhớ vậy, thì con thấy nó rất là ý nghĩa. Tại vì nó có nhiều cái bài học ở trong đó, không chỉ đơn giản là trồng 100 cây hay 1000 cái cây là phủ xanh đồ trồng, mà cái việc mà mình trồng như thế nào và mình gửi cái năng lượng yêu thương vào cái cây đó bằng cái hành động mà mình làm á, thì nó rất là hay. Xong cái tự nhiên con ngồi con coi, xong cái tự nhiên con kêu thôi để em trồng thử. Chứ mới đầu đó tính trồng đâu, tại sự dơ mà. Nên là trồng thử thì thấy nó mê, nó hay. Xong con nói là không, mai mốt để bữa nào anh lên rồi anh trồng tiếp, anh thử tiếp, tại không biết cút đất. Thì đó, thì con nghĩ là mấy bạn trẻ, mấy bạn bây giờ hay chạy vào thành phố rồi xa hoa này kia rồi lập nghiệp, thì nó cũng là một cái trải nghiệm. Nhưng mà mỗi bản thân một cá thể thì có quyền được lựa chọn những cái trải nghiệm của riêng mình. Mà tại sao bố mẹ hay là tất cả một người xung quanh nó đều áp đặt lên con trẻ là con phải thành công, con phải thành đạt, con phải có cái này cái kia, làm việc tập đoàn lớn, lương tháng 50-60 triệu, lương tháng 100 triệu thì con mới thành công. Còn con ở nhà rồi con đi này đi kia, đi công tác xã hội thì con là một đứa đổ hơi thất bại. Thì con thấy nó rất là định kiến. Tại vì mỗi người là có cái quyền lựa chọn trải nghiệm của mình mà.
đâu có thể nào mình can thiệp ở đó được. Tại mỗi cái trải nghiệm nó đều cho mình một cái bài học quý giá. Như con á, con học được rất là nhiều qua cái những cái ngày mà sống ở trên rừng đó, thì con thấy nó rất là ý nghĩa. Thì con cũng, cái này là tiếng nói từ cái thế hệ trẻ đối với các bậc phụ huynh á, là đừng quá áp đặt và kỳ vọng vào con mình là phải làm ra vật chất tiền tài thì con mới thành công. Và tất cả mọi người xung quanh đều luôn hỏi là bữa nay làm cái gì, làm bao nhiêu tiền, lương nó bao nhiêu, rồi làm công ty nào, ở công ty đó có nổi tiếng hay không. Thì con thấy nó chỉ là cái dáng ngã lên cho thế hệ trẻ thôi. Tại vì mỗi bạn có quyền được lựa chọn cái trải nghiệm riêng của chính mình, và cái mỗi cái trải nghiệm nó đều đẹp ở cái giai đoạn đó, và nó đều là giá trị đích thực á. Thì trải nghiệm càng nhiều thì cuộc đời ta nó thêm đậm đà và nó màu sắc thêm. Thì tại sao lại chỉ chọn một cái trải nghiệm là phải làm thật là nhiều tiền, phải thật là giàu có, phải thật là thành công, thì đó mới là trải nghiệm thành công. Còn cái những cái trải nghiệm khác thì là trải nghiệm thất bại, thì nó đâu có xứng đáng với cái điều đó. Thì đó là tiếng nói của con. Và sau khi mà con được có cái cơ hội để mà chuyển đổi cái tâm thức đó, thì con mới được kết nối rất là nhiều bạn trẻ mà cũng có cùng cái nhận thức giống như con. Thì con thấy nó rất là tuyệt vời. Các bạn trẻ đến rất là nhiều nơi ở trên nước Việt Nam, Hà Nội cũng có, Sài Gòn cũng có. Và tất cả bạn đều có cái nỗi lòng chung giống như tụi con, đều là những cái tiếng nói từ những cái bạn trẻ mà bị áp đặt theo cái định kiến xã hội á. Thì bây giờ các bạn có lựa chọn những cái hướng đi khác, thì các bạn cũng gặp rất là nhiều những cái rào cản, những cái định kiến từ bên ngoài. Nhưng mà chỉ cần mình tự tin á, mình chọn những cái điều đó thì nó rất là tuyệt vời. Thì khi mà con có cơ hội mà chuyển đổi lắm, thì khi mà con gặp bạn bè, con nói chuyện và gặp mọi người thân trong gia đình đó, thì mình nói chuyện nó rất là cởi mở, nó rất là vui, và mình nói được những cái điều ý nghĩa. Ví dụ như hôm qua con đi uống cà phê với lại bạn con, thì mấy bạn nó mới nói là trời ơi, tại sao mà lúc xưa đi học ba mẹ cho 5 triệu xài cũng đủ luôn thiếu, mà lúc đi làm rồi làm tới 9-10 triệu, có khi làm 15 20 triệu nó vẫn thiếu, nó không bao giờ đủ hết. Thì con mới nói sao thiếu được, tại vì á làm cứ làm xong rồi cứ mua sắm shopping này kia, rồi cứ nghĩ là cứ thấy là không bao giờ là đủ hết, sắm hết cái này tới cái kia, rồi ăn chơi rồi nhậu nhẹt rồi này kia, thì sao mà đủ, sao mà thấy dư ra được. Thì chẳng thử bây giờ đi bớt ra để mà đừng cái mua điện thoại xịn nữa, laptop xịn nữa, rồi cố gắng xài giữ bền đi, rồi mua sắm thì cũng hạn chế lại, thì sao mà thấy là thiếu được. Lúc đó chắc có khi thành đại gia luôn chứ sao mà thiếu. Tại vì luôn tâm lý con người mình là luôn luôn là trong cái sự là sợ thiếu, không bao giờ là đủ hết, nên là mình cố gắng mình chạy theo cái vật chất bên ngoài, mình phải mua thiệt là nhiều, mình phải có thiệt là nhiều thì mình mới thấy đủ. Nhưng mà đâu có bao giờ là đủ đâu. Thậm chí có người ta sống trong nhà lầu xe hơi, hay là người ta sống ở biệt thự, nhưng mà cuộc sống của người ta nó luôn cảm thấy cái sự thiếu ở trong lòng, tại vì người ta không có cái sự an vui hạnh phúc. Người ta sống trong cái sự là chạy theo vật chất bên ngoài á, nên là luôn luôn thấy thiếu vắng ở trong tâm hồn. Khi mà mình bởi vậy nên là cái đạo dưỡng sinh ra của mình ra đời á, nó rất là hay và ý nghĩa, là vì mình cảm nhận được cái giá trị thực thụ của cuộc sống á, và mình luôn thấy an vui và biết ơn vì cái điều đó, nên mình làm cái gì nó cũng xuất phát từ tâm á, và mình cảm thấy là nó có ý nghĩa thật sự. Chứ cơ mà còn làm theo cái hình thức bên ngoài, hay là mình cứ chạy đua theo cái vật chất bên ngoài á, thì không bao giờ là mình cảm thấy đầy đủ và cảm thấy vui cả, và mình chỉ là sống trong cái vỏ bọc thôi, mình sống trong cái vỏ bọc của định kiến xã hội và quan niệm nhận thức xã hội bên ngoài thôi, và mình luôn sợ hãi, mình chẳng bao giờ được là chính mình hết. Còn khi mình sống và mình an vui thực tại và mình là chính mình á, thì mình tất cả những điều mình làm nó đều có ý nghĩa, và nó sẽ lan rộng giống như là cánh bướm á, nó sẽ lan tỏa đến khắp tất cả mọi người xung quanh. Chỉ khi ta thật sự là chính ta thì
cái cuộc sống nó sẽ an vui thực tại. Vì đó là cái chia sẻ của con. À, cô rất là cảm ơn chia sẻ của con. Con làm cô rất là xúc động.